Audio Jungle. Chào bà con, thì bà con mua lòng đăng ký kênh đi. Thì clip này mình quay để cho con xem về cái kỹ thuật trồng mãng cầu sim, mãng cầu thái. Thì cái việc đầu tiên là chọn giống. Thì đây mình quay vườn giống này, mình đang tiến hành mua giống và về trồng. Thì cái việc chọn giống thì bà con xem mình cái bộ rễ và cái ngọn thôi. Chứ cây mãng cầu nó là cây dễ sống nhất. Và một số bà con chúng ta trồng mà hay có hiện tượng chết đó là do chúng ta chọn giống nó không có chuẩn. Cái thứ hai, chúng ta không có rải thuốc mối, thuốc kiến ở dưới gốc thì làm cho cây nó chết. Khi mà đó một số con kiến mối nó ăn đó thì nó chết. Đây là công việc chọn giống. Cái tiếp theo đó là về cái kỹ thuật trồng. Đầu tiên đó là khoảng cách của hố. Hố chúng ta trồng 2,5 x 2,5 hoặc 3 x 3. Thì với mô hình này là mình trồng sen, cà phê ở ngã tư hết. Vì cái việc đầu tiên đó là đào hố. Mình cho có thể là 60-40 cũng được. Nhưng mà tùy vào bà con thì cái cây mãng cầu nó cũng không đòi hỏi cao về cái kỹ thuật. Nó là cây ít chăm sóc nhất ở vùng Đắk Lắk, Tây Nguyên chúng ta. Trồng ở đâu nó cũng sống được. Nói chung là nguồn thu nhập nó rất là cao. Cái hai nữa là bón lót, thì nếu bà con nào có nhu cầu điều kiện thì chúng ta có thể bón phân chuồng này, rồi lăng. Thì cái quan trọng nhất là đất chúng ta là phải đất sạch bệnh nha. Rồi chúng ta tiến hành là rải thuốc mối, nó như clip mình tiến hành rải thuốc mối cho bà con xem á, để chống tình trạng mà một số bà con ta trồng lên á, tại sao nó chết. Thì có hai nguyên nhân chính, nó do bị dế cắn hay là bị kiến cắn rễ thôi. Chứ thật chất ra cái cây mãng cầu chúng ta nó rất là khó chết. Chúng ta trồng hàng rào hay bờ ranh thì nói chung là hiệu quả nó rất là cao, nó không có tốn đất bao nhiêu hết. Thì so với mãng cầu thường thì cái mãng cầu thái thì cây nó sẽ không có chiếm tỷ lệ cao, nói chung là tán nó sẽ nhỏ, không như mãng cầu thường. Thì nông dân bà con mua hồ Đắk Lắk chúng ta trồng thường, chúng ta chiếm tán cao. Thì với mô hình mà trồng sen với cà phê nó rất lợi nhuận cho bà con. Thì hiện tại cây mãng cầu là cây mà bà con ở nông dân mua hồ Đắk Lắk chúng ta ít có ai để ý quan tâm nhất, hầu như là cả nước luôn. Nhưng mà cái lợi nhuận của nó rất là cao. Thứ nhất là ít chăm sóc nè, thứ hai nữa là dễ sống, nó chỉ có bị tình trạng là rẹp sáp với rầy trên cây thôi, thực chất ra nó không có bệnh. Và bệnh thứ hai nó là cái bệnh mà sâu độc thân á. Thì những cái bệnh đơn giản đó thì chúng ta có thể xử lý được bằng thuốc trừ sâu, rồi xúa thuốc côn trùng chích thuốc đó chúng ta phun lên để xua đuổi nó không bị rầy đồ bu trên cây đó. Thì đây mình quay trồng cà phê đó, những cây này trồng hàng rào hết nè, rất là tươi tốt đó. Thì giá trị của cây mãng cầu thì với năm 2017 á, thì trở đi á, thì mình thấy là nhận rất là cao. Giá thành nó nằm từ 5.000 đến 25.000 một ký, nhưng mà chúng ta không có tốn gì hết. Thì qua này mình quay cho bà con, thì ai có nhu cầu mà trồng mãng cầu á thì nó rất là hợp lý. Chúng ta đất trống thì chúng ta có thể trồng ở hàng rào, chúng ta trồng sen vào đó thì không có tốn công chăm sóc nhưng mà lợi nhuận cao. Thì đây là clip mình quay cụ thể cho bà con về cái quy trình trồng mãng cầu. Quy trình này trồng là 100 gốc vào buổi sáng nay của nông dân anh trồng ở trong sen cà phê á. Thì cái đòi hỏi nó ở đây trồng cũng đơn giản, thì hố này cũng đã trước đã bón phân lót rồi. Thì bây giờ anh tiến hành là rải thuốc mối và trồng mãng cầu thôi. Thì cái lợi nhuận của cái mãng cầu thì bà con nông dân chúng ta biết đó, rất là cao. Hầu như là tuyệt đối luôn á. Được làm thuốc chữa bệnh rồi test có thể làm mứt mãng cầu, rồi làm sinh tố. Nhưng mà rất nhiều công dụng. Như trồng test thì nhất là mùa test, chúng ta có thể là bán mãng cầu non được, có thể chưng test. Thì qua clip này mình cũng quay rất là dài để bà con theo dõi. Thì tiếp theo clip sau mình sẽ quay mãng cầu sau 3 tháng trồng thì nó phát triển tươi tốt như thế nào. Cảm ơn bà con.
Thank you.